Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin nhiều ích cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thương nhớ Sài Gòn và tiếng Florida. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với mình từ bao lâu nay. Vâng, hôm nay thì cập nhật tin tức ở nước Mỹ và chia sẻ đến các bạn một cái chuyện mà hi hữu xảy ra trên máy bay mà chúng ta tưởng chừng là ở trong phim mà thôi những sự cố trong phim thì uh, chúng ta cũng đã thấy rồi những phim hành động quá như là máy bay bị uh, cướp rồi xong xuôi cái uh, um, cap, um, captain là người uh, lái phi công á thì uh, bị uh, tử nạn trên máy bay rồi nhiều lúc uh, cái người mà tấn công ấy, rồi cũng uh, bị thương bị chết hoặc là bị ngất xỉu đại khái là hoàn toàn là như vậy và không ai điều khiển máy bay thì có một hành khách lên điều khiển hoặc là đỡ tiếp viên uh, của máy bay uh, ngồi lên cái buồng lái và điều khiển máy bay xuống uh, phi đạo một cách an toàn hoặc là những cái chuyện lạ như là phi công uh, ngất xỉu hoặc là lý do sức khỏe như thế nào rồi hành khách lại thay thế phi công lái trên một chuyến máy bay định mệnh uh, dĩ nhiên là có nhiều cách trở khi mà đáp xuống phi đạo chứ không phải là một cách ngon lành đâu mình cứ tưởng rằng đó là những chuyện trong phim ảnh nhưng đây là ngoài đời có thật sự đâu quý vị. Phi công gặp sự cố hành khách không kinh nghiệm điều khiển máy bay hạ cảnh quý vị nhớ là không có kinh nghiệm nha. Đây vào à, ngày 11 tháng 5 năm 2022 theo tờ báo thanh niên ở Việt Nam và mình chưa đọc được ở tờ báo Mỹ. <laughs> một hành khách không có kinh nghiệm lái máy bay đã giúp một phi cơ riêng hạ cánh an toàn ở Super Bay, Florida, một tiểu bang của Mỹ đấy các bạn. Sau khi phi công bị mất khả năng vận động. Cục hàng không Liên bang Mỹ FAA đang điều tra vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 5. Nhận định ban đầu là phi công có thể đã gặp sự cố khẩn cấp về sức khỏe trên máy bay theo tờ báo The Guardian. À, tờ báo này mình biết nhưng mà mình chưa có đọc qua cái tin tức này trên tờ báo này trong một tuyên bố của FAA cho biết hai hành khách có mặt trên chiếc máy bay, một động cơ Cessna 208 và phi công có thể đã gặp vấn đề y tế. Một hành khách đã giúp máy bay hạ cánh xuống sẻ tại sân bay quốc tế Palm Beach. Theo bằng ghi âm, hành khách này nói với lại kiểm soát viên không lưu. Tôi có một tình huống nghiêm trọng ở đây, phi công của tôi đi đứng không vững và tôi không biết làm cách nào để lái máy bay. Khi được hỏi tình huống xảy ra với phi công, hành khách này nói: Anh ta đi đứng không vững và anh ta đang ở ngoài. Sau đó, kiểm soát viên không lưu hỏi hành khách vị trí hiện tại thì người hành khách trả lời là tôi cũng không biết nữa, tôi nhìn thấy bờ biển Florida trước mặt và tôi không biết. Anh ta trả lời như thế. Cố gắng đi theo bờ biển, theo hướng uh, Bắc hoặc Nam, nhân viên không lưu nói. Chúng tôi đang cố gắng xác định vị trí của bạn. Và sau 4 phút, hành khách trên hỏi, các bạn đã xác định được vị trí của tôi chưa? <laughs> tôi thậm chí không thể bật màn hình lên điều hướng tất cả thông tin ở trên đó. Các bạn biết làm sao không? Hành khách này hỏi những người không lưu ở dưới. Bộ phận kiểm soát không lưu đã xác định được chiếc máy bay đang ở ngoài khơi Boca Raton, một thành phố thuộc hạt Palm Beach của Florida. Kiểm soát viên không lưu tiến hành hướng dẫn hành khách hạ cánh và nói hãy cố gắng giữ cánh máy bay thăng bằng và xem liệu bạn có thể bắt đầu hạ cánh hay không. Đấy là cần điều khiển về phía trước và hạ xuống với tốc độ rất chậm theo đoạn video mà đài lớn nhất của nước Mỹ là CNN có được có thể thấy máy bay hạ cánh rất chậm và êm ái trong một đoạn ghi âm khác có thể nghe thấy một kiểm soát viên không lưu khác nói với các phi công các bạn vừa chứng kiến hai hành khách hạ cánh chiếc máy bay, bay đó bạn nói là hành khách đã điều khiển máy bay hạ cánh bộ phi công của American Airlines hỏi ôi chúa ơi thật tuyệt vời các <laughs> bạn có tin nổi không? Ừ. vâng à, cái chuyện này là bắt buộc rồi, phóng quý vị ham ai ở trong cái tình trạng đó thí dụ phi công không thể hạ cánh được thì à, bất cứ một người nào à, hành khách hay ai đó tiếp viên hàng không hay ai đó ở chỗ đó phải bắt buộc phải thay thế à, theo mình có coi trong những cái phim à, máy bay á, thì à, cái khó nhất á là cái uh, bay lên và hạ, hạ cánh thôi. Còn uh, ở trên không thì là do uh, tất cả đều do computer và điện tử hết. Ừ. Nhưng mà chắc uh, cũng phải liều thôi. Các bạn ai chứ uh, chứ mà phi công không lấy được rồi ai lái máy bay đây? Và nếu mà không thì quý vị biết tai nạn sẽ xảy ra liền. Thì uh, thôi nhất chính vì buồn mà cũng rất là may mắn um, người này đã hạ cánh an toàn và các phi công ở dưới thì nói hỏi đài không lũ này bạn nói là có một người hành khách hành khách đang hạ cánh cái chuyến bay đã an toàn hả ôi chúa ơi thường thường đang hay nói câu oh my goodness là như vậy vâng bây giờ Cali Sài Gòn sẽ kể lại một cái chuyến bay của mình cách đây không lâu à, cũng chừng khoảng chừng một tháng mấy thôi có một thời gian mà mình vắng mặt trên youtube khoảng gần ở một tuần lễ đấy các bạn đó chuyến bay kinh khủng luôn mình chưa bao giờ đi một chuyến bay mà nói như vậy hết trơn cũng là tiểu bang florida mình bay từ đây bên qua bên florida của thành phố sacramento của mình ở california thì uh, mình phải uh, ghé lại ở houston texas tại vì họ không có những chuyến bay thẳng nếu mà ở những cái thành phố lớn như là los angeles hoặc là san francisco thì sẽ có chuyến bay thẳng qua bên florida nhưng mà mình ở một cái thành phố à, nó tương đối là nhỏ, tuy ra gọi là thủ phủ của Cali nhưng mà à, sân bay nó nhỏ, nó không có chuyến bay thẳng. thì muốn bay từ chỗ này qua bên Florida thì mình phải phải bay qua Texas trước rồi bắt đầu lấy chuyến bay đó mới bay về uh, Florida. À, quý vị có biết không? mình à, đáng lẽ ra là mình bay ở đây á, là 11 giờ bay. Um, sau khi mình check in thủ tục rồi tất cả hành khách lên máy bay đến uh, hơn 11 giờ 15 mà máy bay không bay được không có bay được quý vị gì vị biết tại sao có một gia đình không chịu đeo mask trên máy bay người ta require tất cả hành khách phải đeo khẩu trang nhưng gia đình này lại không chịu đeo khẩu trang một cái, cái uh, quái quăm nữa là khi qua cái kiểm soát cái quý vị qua hải quan á thì họ đeo mask đeo khẩu trang thì bắt buộc phải đeo phải đeo mask người ta mới cho qua hải quan nhưng uh, gia đình người này thì lại đeo nhưng mà lên máy bay lại không chịu đeo và tiếp viên hàng không đã nhắc nhở nhiều lần họ vẫn không chịu họ nói cái gì đó thì mình không biết sau đó thì mình mới biết được là máy bay bay bị uh, chậm trễ hơn nửa tiếng đồng hồ thì uh, có cảnh sát của nhân viên Của sân bay đã lên Và mời họ xuống Làm cho chuyến bay Của Cali Sài Gòn trễ nửa tiếng rồi Vẫn chưa bay được Sau khi uh, Mời gia đình nó xuống thì tất cả chúng chuyến bay vỗ tay Tại vì họ đã làm trễ hành trình của Tất cả mọi người Rồi sau đó Máy bay bắt đầu lăn bánh Rồi chạy thật nhanh Chạy tới phi đạo Bắt đầu là cắt cánh đó quý vị À, quý vị biết là chạy ra tới phi đạo Tới cái một chỗ đoạn đó à, Người ta sẽ ngưng lại Và nếu mà tất cả đều clear hết trơn á Clear có nghĩa là à, Không có gì trở ngại không máy à, bay xuống lên à, Nó không có bận rộn, không có gì chân nữa đó Thì bắt đầu là máy bay của mình sẽ bay lên Thì khoảng cỡ mới có 5 phút à Thì vẫn cũng không bay được nữa Mình nói ủa sao 5 phút qua rồi Mà bay đứng tại chỗ và 10 phút cho qua cũng không đứng tại chỗ 15 phút cũng đứng tại chỗ thì uh, phi công mới nói rằng là cánh bên phải của máy bay cái đèn uh, chớp chớp các bạn thấy thường thấy chớp chớp đó cánh bên phải thì uh, những cái ngọn đèn của đó bị tắt không có mở được uhm, bây giờ họ sẽ cố gắng sẽ uh, điều chỉnh lại Tốn thêm mình cũng không nhớ được là 10 hay 15 phút gì nữa rõ ràng nữa Cũng không được luôn Rồi họ nói họ phải quay về phi đạo Họ phải quay về bên trong Tại giờ ở ngoài này phải nhường chỗ cho máy bay lên xuống Rồi, rồi máy bay quay về bên trong à, Họ nói rằng sẽ sửa trong vòng 20 phút Mà cái tổng đài lại không phải ở Cali mà tổng đài sửa chữa nó nằm phía ở bên Chicago tiểu bang Illinois. Trời đất ơi lại ngồi trên máy bay nữa, rồi con nít lại khóc. À, quý vị biết là con nít mà đâu có thể mà giữ nó im lặng được. À, con nít thì là hay chạy tới chạy lui rồi nhiều khi bực bội nó khóc nó la rất là nhức đầu. Hơn nửa tiếng đồng hồ họ sửa không được. Đồng hồ cứ trôi qua trôi qua 45 phút. Họ vẫn không thể nào sửa được Mới đầu họ nói là 20 phút sửa được Thì họ bắt đầu quay lại Nhưng mà tới cuối cùng họ cũng không sửa được Rồi họ xin lỗi Và họ mời tất cả các hành khách Trở về Trở vào bên trong hết Trời ơi Vậy là mình lên Mình vào trong Chắc thời đó chắc cũng khoảng là hơn 2 giờ rồi Một giờ mấy 2 giờ Mình nghĩ chắc hơn 2 giờ nữa rồi xong xuôi đứng đợi Và mình tìm hiểu coi uh, Chừng nào họ có thể bay tiếp Có người thì họ bỏ Họ về Họ không bay nữa đợi Họ bút vé bay vào cái ngày hôm sau Tại vì bây giờ họ có bay qua bên uh, Houston uh, Texas đi Thì những chuyến bay kia họ cũng đã trễ luôn rồi uh, Nhưng mà mình bị chuyện gấp uh, Thăm đứa em tưởng ra mình phải bay liền Mình đợi khoảng cỡ 4 giờ chiều 5 giờ chiều thì uh, chuyến bay đó bắt đầu uh, họ nói là họ nói với mình là có chuyến bay bay qua bên uh, Houston Texas thì uh, bắt đầu mình uh, đi vào trong check in tiếp rồi mình xưa uh, lên máy bay mà mình thấy hai cô chủ đại viên này đứng mà đón chào khách đó cũng giống giống như cô hồi sáng quá mình mới hỏi là từ xem Airplane plan mình hỏi là giống như Ủa chuyến bay này chuyến bay hồi sáng rồi đó, hả mấy cô gật đầu nè đúng rồi mà với là cái sự mà với cái nụ cười cũng khó hiểu đúng không mình nói oh my god lại là đi cái chuyến bay mà bị trục trặc nữa mình đã sợ rồi mà còn lại lên cái chuyến bay đó nữa uhm. xong thì mình lên được cái chuyến bay đó ơ à, lên chuyến bay đó rồi à bây giờ biết thế nào không bay qua bên được cái à... Um, Texas Nó đã là tối lắm rồi Tất cả những chuyến bay mà mình đi trung chuyển á, Thì đâu còn nữa đâu à, Mình đáp xuống đó là hình như cũng gần khuya lắm rồi Oh my god Thì một chuyến xe bay nó gian nan, nó cực khổ như thế nào á. Rồi khi mình đáp xuống đó rồi á Nó lại bị một cái trục trặc nữa là thay vì chạy thẳng vô bên trong ha rồi chờ hành khách đi lên không hiểu như thế nào mà ở bên trong họ chưa có clear hết có nghĩa là cái cửa mà để máy bay đi vô á vẫn còn chiếc máy bay nào ở đó hoặc là người ta chưa làm xong nhiệm vụ người ta chưa clear hết cho nên chúng tôi phải đợi ở ngoài phi đạo oh my god mà nói nghe mình hết biết luôn á một chuyến bay dài lê thê như vậy rồi xong xuôi khi mà được vô trong á, mừng muốn chết luôn các bạn ơi cũng đợi thêm cũng khoảng gần uh, một tiếng đồng hồ vào trong thì uh, dĩ nhiên là chuyến bay của mình đã bay đi rồi mình trễ rồi bây giờ mình phải tự uh, bút cái khách sạn gần gần ở đó uh, để ngủ và tôi uh, coi lại cái uh, chuyến bay để về mà florida cái chỗ mà mình mong muốn uh, hai ngày sau mới có lần một chuyến bay kinh hoàng rồi xong xuôi ở khách sạn 2 ngày và chuyến bay cuối cùng cũng có mình nơi mình mình đi và không hiểu sao họ lại đưa cho tôi đi trên một chuyến bay rất là nhỏ à, chuyến bay đó khoảng cỡ chừng có mấy chục người thôi chuyến bay rất là nhỏ mà tôi đi lên máy bay tôi phải khom khom xuống cái đầu vậy nè mình đứng thẳng lên cũng không được nè tại tôi cũng hơi cao Ừ. Tôi nói là khi mà nó cắt cánh lên hả Quý vị biết rằng cái bay nhỏ á, gặp gió á, nó 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 lắc dữ lắm làm mình Mà mình đã bị cái chuyến bay kia mà hồi hộp nữa Khi mà gặp chuyến bay này đi mà cái cánh nó trao đảo trao đảo Mình hồi hộp mình sợ muốn chết luôn á Mà tôi ngồi kế bên một cái cô người Mỹ Mà không biết sao mà cổ đi chung gia đình bên kia thì cổ không chịu ngồi chung với là gia đình cổ mà cổ ngồi với mình ghế mình là hai ghế cổ ngồi bên trong tôi tưởng là cổ thích coi ở bên ngoài ai ngờ đâu cổ đâu có coi gì đâu mình thì thích ngồi bé trong để mình coi uh, biển này kia nọ nà. mà cổ dành cổ ngồi trong rồi mình phải ngồi bé ngoài rồi các bạn biết không từ Houston qua Texas gặp gió rất là nhiều trời ơi máy bay nó bị uh, vô uh, nó gọi là cái gì ta um, gặp gió gặp bão đó các bạn, mưa đó các bạn trời máy bay nó rung rinh rung rinh mà mình sợ trời đất ơi tôi đã sợ cao rồi mà đi máy bay đã sợ kinh khủng sợ luôn ừ. rồi nhưng mà cuối cùng rồi cũng uh, tới florida uh, khi mà gần tới florida đó các bạn biết không tôi thấy uh, máy bay à, uh, cách tình nói là chỉ còn vài phút nữa thôi là xuống tới uh, ở uh, phi đạo máy bay bay từ chơi xuống từ bờ biển rồi dần 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 xuống 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 tôi thấy xe chạy luôn rồi tôi, tôi thấy uh, gần tới rồi có nghĩa là sát nhà với lại sát uh, mặt đường nhiều lắm bỗng nhiên bỗng nhiên một bỗng nhiên thôi nghe máy bay tự nhiên gần tới dưới rồi gần đáp rồi tự nhiên cái máy bay bực ngược chân lên, lên lên lại có bay thẳng dốc lên rồi tôi ngồi đừng còn rúng trời ơi